xóm bây giờ má em là xóm. Dạ sao em ăn thiên khoai để em giải nhiều ấy để ăn được hả? Mà anh cũng hay nhỉ, sao ngờ sớm không sang muộn không sang, cứ đến thời cơ mà bắt đầu mà tao không sang. Hay sao sao mày nói mày sang ăn giải khoai anh ăn à? Em ăn thiên khoai không? Khoai đẹp nhỉ? Nhưng củ khoai này hơi bé. Khoai này còn bé? Vâng. Cái bản nhỏ? Khoai này chỉ có gân. Này, chỉ có khoai thôi nhá. Gà này không được ăn đâu nhá, ngửi thôi. Hôm nay anh sang của gà. Để anh ăn gà nhá. Sao mày tìm mày làm gà đấy? Khoai thì mình lại làm một cái gà để nhìn chứ không có ôi đỡ buồn. Ôi rửa khoai nhá, là sạch vào. Thế anh có ăn đấy. Phải chưa? Vâng.